Xin chào cả nhà. Bắt đầu đầu tuần nha cả nhà. Hôm nay thứ hai nha. Rồi bắt đầu đầu tuần sẽ vô cuộc hành trình đưa con, rước con đi học. Đó, trời ơi mấy cây này nó tốt ghê cả nhà, nó sai ghê cái chưa. Sai quá trời sai luôn ha. Cả nhà ơi, coi lan nhà mình này cả nhà ơi. Công nhận mấy tháng chưa tàn cái nhánh lan này nè cả nhà, dễ sợ chưa. Nó chỉ một hai hai bông thôi đó. Cái này nó cũng mấy tháng rồi cả nhà, lâu lắm rồi nè. Trời ơi cả nhà ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy ta. Công nhận mình yêu cái lan nhà mình ghê á. Coi nè, wow. Cái này nghe cả nhà, chuẩn bị xong rồi búp rồi cả nhà. Đây nè, thấy không, thấy búp chuẩn bị ra không. Đây búp này chuẩn bị ra, thấy chưa. Đó, còn cái này cũng gì cả nhà, cái này cũng đang chuẩn bị ra nè, thấy không. Trời ơi, nó liên tục phát triển cả nhà, đẹp ơi là đẹp luôn. Wow. Hoa sứ cũng vậy nè. Đó, thấy không cả nhà, bữa mình cắt ha, mình cắt một khúc luôn á. Này mình cắt xuống đây này, mình trét cái đầu nó cũng lên nữa. Đó, nó lên, nó lên nữa, nó có hoa tiếp à. Ơi.